Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nha anh em đó. Trời ơi trời, lúc này wifi ở nhà nó làm sao đâu anh em. IC khóa yên, đĩa đĩa quay 110, gù mua pin ghim 125, còn em còn cặp mâm RS là tới tối nay đăng mà không biết kịp không. Nay có về được một bộ nồi nha anh em, về được một bộ nồi nồi quay 110 đó. Nồi nồi chạm nha anh em, nồi này nồi chạm mà nói chung nó không hú hí, đang trên xe chạy êm chạy bốc luôn à, thì em mới bán. Nồi này giá về 100.000 anh em ơi, báo giá cho anh em luôn 800 bao anh em không hú hí. Nồi tình trạng là chưa tán chuông, chuông zin, nồi có vớt chuông dán bố nhưng mà chuông còn rất dày đó. Thay phíp nồi sau nè, thay phíp nồi sau chuồng heo zin nha. Ok, bộ nồi được bán cho anh em 800.000. Rồi lên sóng với anh em vô chi tiết là với em cập nhật một số đồ máy, nhiều số em bán hai bộ, còn bộ với cây dên, hai cái lóc với cây dên bán rồi mà em giao cái này giao không kịp quá đuối. Bộ nồi này là bộ nồi quay thái 110 đó, đời 2000, đáp điếc đồ còn đây mà nó mờ mờ nè. Nồi này nhông hú đẹp lắm anh em ơi, cặp nhung hú đẹp lắm, bao anh em mà không hú hí nha, tại bán nồi hú bán đâu được đâu, nói thẳng với anh em vậy luôn đó. Còn bán nồi cho anh em là phải kỹ mới được chứ, bây giờ mà nồi mà bán vô máy người ta mà hú hí rồi em nói với anh em mất cái uy tín của mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh em ta cũng không được vui nữa. Em nói với anh em tự nhiên đồ lắp vô xe đang hừng hực như hừng hực sát khí mà tự nhiên bị tụt hứng cái nó quê luôn á anh em. Thấy nồi còn mặt giỏng ok lắm nha, cặp nhung hú còn mặt giỏng ok lắm nha anh em. Đó. Cái này là dính cái gì nè, đó. Bao anh em lên xe im gu mà gù chạy im chạy bốc luôn nè, chuông zin chưa tán nè anh em, hoàn toàn là chuông zin chưa tán nha. Đó. Nè chuông còn gì cui à, nói chung nồi này vớt chuông nhẹ anh em ơi chứ không có vớt nặng đâu. Chuông này có gợn rồi, vớt chuông nhưng mà có gợn, mà gợn nhẹ hiều à, gợn như nồi như mấy bộ nồi zin cọp vậy đó. Cái gợn nhẹ nó phớt nhẹ hiều, nó phớt như một tờ giấy vậy đó anh em nhìn đi. Nè thấy không, em quay là cận cảnh chi tiết luôn nha, anh em quan sát cho kỹ nha. Đó. Nè chuông còn chấm sơn của nhà sản xuất là đường mực đường miết gì đó. Nồi tình trạng là chuông zin chưa tán anh em, nhông hú đẹp. Ok. Ba càng này, ba càng dán lại, vớt chuông dán bố mà dán bố cước nữa nè. Đó. Đắt điếc từ trong đây còn nè, anh LK dán bố bố cước đó. Anh em có thể về mình dán bố lại, đi bố xịn chút cũng được đó. Đế zin toàn tập đó. Ok, LK nè anh em, đế zin toàn tập nha anh em. Nó tình trạng vớt chuông dán bố nha anh em nha, quay kỹ cho anh em mà dán bố cước này cũng mới dán không lâu đâu, bố còn cao nhồng luôn nè đó. Rồi nồi sau, nồi sau này mấy lóc phíp có thay mới nha anh em, bởi vì chạy bốc nè, đúng nồi quay thái 110 nha anh em, KFMA là thấy không, nó KFMA nha. Ok, nồi này tình trạng có thay phíp, có thay phíp, nồi 2000 xài Long Đình, nồi mà anh em đòi cái tiếng cập cập bảo xe zin, nó zin con khỉ khô chứ zin. KFL, KFLF FCCW đúng nha. Đó anh em nhìn nè, nó nhìn hai mặt nha, không có lúng nha anh em. Nhìn cho kỹ nha, em quay cận cảnh lắm nha anh em, ba cái đồ máy này kỹ cho anh em chứ không kỹ cho ai đâu. Nè, nó. Nói chung bộ nồi này em đăng lên là em biết bay là cái chắc. Nó. Chưa khuyết chưa lúng gì nha anh em nha. Ok. Lụm lúa thôi. Em có kiểm tra rồi, cái độ gơ giữa cái nhông lớn với cái chuồng heo trên này ít xẹo à, nói chung là bao anh em là không giọng không hú. Đó, đang chạy trên xe đang chạy im chạy bốc luôn tại dán bố cước mà. Vậy anh em có thể canh bố lại hoặc là anh em xài luôn tùy ý anh em nha. Nói chung bộ nồi này bán cho anh em về là anh em xài luôn, nồi có chạm nhưng mà chạm nhẹ thôi. Cái chạm nhẹ là nó thay mấy lóc phíp nồi sau nè, nó thay mấy lóc phíp nồi sau nè. Phíp này chắc cũng mới thay luôn, còn vậy cộm luôn mà. Nè, anh em thấy không? Vậy cộm luôn mà. Đó.
về nếu mà anh em có ập vô xài anh em hoàn toàn là em cân anh em kỹ nha, không được rửa xăng nha anh em. Rửa xăng là nó xào nhôm là nó hú liền đó. Thì nồi chạm là không có còn muỗng ốc chỉnh nồi nha anh em, chỉ bao gồm máng nhớt, hai ốc bắt máng nhớt với cái phe gài này nọ thôi. Rồi bộ nồi này bán cho anh em 800, bao anh em là không hú hí, bao lên xe chạy im chạy bốc về là xài luôn. Ok. Cốc km phu cho 1 đó. Cốc km phu cho 1. Biểu tượng hình con đại bàng, còn có con một duy nhất 200. Con này tình trạng là nói chung là có sơn lại nè, anh em về tẩy sơn ra. Cốc theo xe là người ta không có ai sơn đâu, tại chủ xe này sao đâu. Đó, cốc đang hoạt động bình thường, nhông xay nhẹ nhàng nha, chứ không có tình trạng mà kiểu như nhông cứng ngắc nha anh em. Cái nhông này nè, xay nhẹ nhàng, em test ok hết trơn rồi. Đó. 200 con này nha anh em nha. Còn con một duy nhất. Dên quay 110 thái, cây dên này hôm qua là em quay nè, còn để em cập nhật lại anh em nào nếu mà hôm qua không thấy bữa nay thấy được mua. Cái tai này là tai lai cái tai nha anh em nha. Dên này tình trạng nè. Dên này tình trạng báo với anh em nè, thay tai, ép dên, thay mặt đạn. Đó. Anh em mua về là dùng luôn nha, không có làm gì thêm nha anh em. Báo gõ luôn nha để anh em mình tránh mít lòng nha. Dên bên đầu lửa nè, có nhâm nè, thấy không? Bên đầu lửa có nhâm nhẹ, bao anh em không xì tại phốt nằm lúc ở trong luôn. Phốt nằm lúc trong luôn, bao anh em là không xì nha. Nếu mà xì là một em đền một cho anh em, khỏi suy nghĩ. Dám nói cỡ đó với anh em rồi đó. Bao anh em là không xì luôn. Còn nếu anh em nào kỹ về săn chê đồ lấy tự anh em săn chê. Còn đem bán cho anh em xài luôn. Nhông bơm chạy ra. Găng cỏ thì em bao cho anh em luôn, nét nặng nạt. Đậu bên nồi là không hàng không đắp nha anh em, không hàng không đắp không tháp gì nha. Ok. Bạn này mới thay cái chát ép dên, cái dên này nói chung độ gơ chuẩn như cái dên zin vậy đó, tại vì dên này dên ép rồi mà có xài hết thời gian rồi. Cứ ngắt luôn anh em, gơ ít xịu luôn, nói chung dên có ép nhưng mà xài hết thời gian nhẹ nhàng lắm anh em, không khích gì chứ. Nó không có bị gích tay nha anh em, gích tay chạy không ngon luôn nha. Đó. Bao anh em về là xài luôn đây nè. Đầu lửa nó có bị lỗi nhẹ nè anh em. Nó có bị phớt nhẹ này nè, nhưng mà bao anh em luôn không xì nha. Nếu mà xì là một em đền một cho anh em. Còn anh em đầu nào kỹ về đắp sân chê nhẹ lên cái lụm gạo. Găng cỏ ra vô nhẹ nhàng hết. Đó. Cái dên quay 110 thái nha anh em. Dên này đúng dên quay 110 thái nha. Một bên má có nờ nè, bên có số. Dên này anh em về là vô là bụp đó. Hoặc là anh em nào mà cút tay ghim đồ là cũng hợp lý luôn. Cái dên này bán cho anh em chịu búa siêu đẹp luôn. Búa không một lỗi luôn nha anh em. Anh em nào độ chế đi 54 đồ hết bài, 54 dên 110 bài bền bao đâm. Đó. Số phu 1 em còn 2 bộ. Số phu 1 còn 2 bộ nha anh em. Đó. Cái bộ này là hôm qua là em cập nhật đây nè, cái bộ này nè. Bộ này cập nhật với anh em nè. Đó. Bộ này tả lại cho anh em thêm lần nữa, cập nhật với anh em, giảm giá cho anh em luôn, anh em nào chơi được chơi. Số này nói chung số này ít có bị đốm số luôn nè anh em thấy không? Xe này em biết sao nè, bị nhâm số 2, nhâm 1, 2, 3 găng. Số 2 nhâm đúng 3 găng anh em, nhưng mà số sáng hới à. Đó. Số sáng hới à. Số 4 là hoàn toàn không có nhâm gì hết, chỉ có dấu chạy thôi. Số 4 hoàn toàn dính ba cái lông chó lông mèo vậy trời. Số 4 hoàn toàn không có nhâm gì hết nha anh em, chỉ có dấu chạy thôi nha. Ok. Bộ số này bán là bao cho anh em không hú hí nha, cho anh em thầy thợ về xanh sửa luôn. Cốt tải yếu nè, nói thẳng luôn có sao nói vậy. Cốt tải yếu số phu 1 cho anh em gắn quay 110 thái được, quen pha được, phu chờ 1 của nó gắn được. Xe này em hiểu nổi luôn anh em. Số này là em biết xe này chạy không có nhiều nhưng mà xài nhông sinh dĩa lô với tải nặng á, bởi vì nhông tải nó quá trời. Nó yếu nhông tải nhưng mà anh em vô xe xài vô tư không sao cả. Mặt bên là em thấy chưa có dấu nhâm gì hết trơn, mà có một cái nó hơi có dấu chứ không có nhâm. Có sao nói vậy. Đó. Con heo ok, không lỗi lầm. Heo này phu 1 đời thấp anh em ơi, phu 1 đời cao nó xài heo đầu bằng, ốc đầu bằng nha. Heo ok, không lỗi lầm. Chưa bén đâu anh em. Đó. Heo này mã số mấy? 42. 40.
full bộ số full 1 này bán cho anh em giá là 300, đi nhanh đi lẹ luôn anh em nào, thầy thợ nào chốt chốt bao anh em không hú hí nha, khẳng định. Rồi rồi khách gọi đợi xíu khách ơi. Tiếp tục bộ số full 1, số này thì đẹp không một lỗi luôn nha anh em, không một nhăm một găng nha, bộ này là bao anh em không nhăm một găng, đẹp không tì quết đó, anh em nào mến hú em đó, coi cho kỹ đi anh em, không nhăm một găng, đẹp không tì quết nha. Đó, số 2. Số 4 nè anh em. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Số sáng hới chưa đốm đen luôn nha. Đó. Ok. Đó. Không lỗi lầm nha anh em. Cốt tải siêu web luôn. Cốt tải chưa ngắn chưa khuyết gì luôn nha anh em. Đó. Cốt tải là siêu đẹp, chưa ngắn chưa khuyết chưa gì luôn. Thổi ba cái lông chó nó ra anh em ơi, thấy không? Mặt bên chưa nhăm chưa gì luôn nè, thấy không? Chưa nhăm chưa có dấu phớt luôn. Không lỗi lầm nó, nói chung bộ này không lỗi lầm nha con heo, khỏi bàn. 87. Bao đẹp đó, nói chung bộ này là bao đẹp cho anh em luôn, 87 trùng mã. Đó. Đó, anh em tự đánh giá nha, ok. Đó. Full bộ số khu chờ 1, mã số em gọi bộ này là bộ số 1 300 nha anh em, full bộ số khu chờ 1 mã số 2 nè. Bán cho số cho anh em là đầy đủ đồng tiền với lại ốc lục giác bắt đồng tiền nha. Bán cho anh em giá 700, bộ này là bao whip bao cạp luôn. Còn bộ này cốt tải nó hơi yếu nè, số 2 nhâm 4, số 2 có nhâm 3 găng. Số 2 nè có nhâm 3 găng nhưng mà số sáng hới chưa đốm số luôn. Đó, số 4 là không nhâm luôn nha. Rồi ok. Bộ này bán anh em 300, bộ này 700. Rồi. Cái dên này 1 triệu, còn bộ nồi này là 800. Bộ ba nắp full chờ 1 theo xe, nói chung cho anh em vô mấy chiếc full chờ 1 quýp quýp đồ chơi. Sơn bạc cực kỳ nha anh em nha, Honda nè, thấy không? Đó. Sơn bạc đẹp khỏi bàn. Sơn zin không dặm tút nha anh em nha. Bộ này là sơn zin không dặm tút nha. Theo xe thì nó cũng phớt phớt chỗ này bình thường có gì chân á. Dính bụng, dính đất lum la nè. Bao anh em luôn, không nứt bể gì hết trơn, sơn zin mặt tiền ok luôn nha. Ở trong nè, sáng hới luôn nha. Dù bảy màu luôn. KFL 6 TDV đúng phu chờ 1 theo xe nha anh em. Đó, phu chờ 1 chứ quay 110 đều là lóc chữ công ibon như nhau rồi, một khác màu sơn bạc thôi. Đó, anh em nào hấp được hấp, bộ này hơi mặn nha anh em. Mang cá nè. Sơn bạc của phu 1 đó anh em, bạc mỏng lét à, phu 1 bạc nó xài bạc mỏng lét à. Anh em gắn quay alpha được nè, quay 110 thái gì mà ai đâu mà gắn quay 110 thái anh em, quay 110 thái sơn đen ai gắn sơn bạc nè. Có một anh em vô mấy chiếc mà quay alpha lóc trắng chữ công đời 203 máy thái á, là hết lằn luôn nha anh em, sơn zin căng thiệt. Cái nắp cá này dơ quá. Bao anh em luôn, không nứt bể, không sức mẻ gì hết. Đó. Nắp nồi nè anh em. Đặc biệt nắp nồi này là con zin theo xe còn đủ luôn nha anh em, về là anh em ập vô là lụm luôn đó nè, cho anh em coi nè, con zin theo xe không gách miếng luôn nha, một miếng cũng không gách nữa đó, về anh em ập vô là lụm gạo đó. Cái này là tuyệt chiêu mà nhiều thánh người ta làm lắm nè đó. Còn mấy thánh nào mà muốn làm cái kiểu này mà để thuốc người ta thì mấy thánh từ bỏ ý định nó đi, bây giờ người ta có người ta mới chơi, người ta biết hết trơn rồi. KEWTHM-2 nè, nó đóng y chang như quay 110 thái anh em thấy không, nhưng mà cái mã của quay 110 nó đóng kiểu khác nữa. Cái mã của quay 110 nó có đời nó đóng, có cũng có đời nó đóng THM, rồi phu 1 cũng có đời đóng THM, rồi rim lùng 99 cũng có đời đóng THM nữa. Nói chung nó đóng nhiều thứ lắm anh em ơi. Nó còn có cái mã AAB nữa nghe anh em, AAB đó là phu 1 với rim trùng lùng 99 cũng có đóng luôn nha anh em nha. Đó, con zin theo xe còn đủ, sơn zin mặt tiền ok luôn nè, đẹp luôn nè, thấy không anh em. Đó, sơn zin mặt tiền ok luôn. Đó, bụng đất dơ có vệ sinh đâu, nguyên zin nguyên bản của nó đó, mua được thì bán cho anh em thôi. Anh em nào mến thì hấp, đúng gu thì hấp.
Chỉ riêng cái chú mà bơm bình xăng con của em không cho hấp thôi. Ổng hỏi mua cái đầu nòng của em không bán cho ổng, bơm hàng em kêu bán, ổng cây cú em. Cây cú gì chú bậy với con trước rồi đừng trách con. Tại vì chú người lớn, chú không uy tín làm sao con tin tưởng chú được. Đó đúng không? Người lớn mình phải rõ nét bây giờ để cho mấy cháu nó nể chứ. Ừ. Còn chấm sơn vàng, còn mực vàng anh em, mất cái nắp chụp thôi. Nắp chụp nồi full một này giờ đúng cái đời của nó kia, cái đời mà là sơn đen ở trong cũng mặn lắm mà anh em. Cái này á, là nó không phải nó bị dính cái này á, là không phải nó nổ sơn đâu anh em, mà nó bị dính cái gì á. Nổ sơn là chỗ này có nổ nè, nó khi anh em lắp vô xe là gì nè. Trời ơi trời, tầm này vô xe là ok quá luôn rồi, chứ gon zin theo xe còn đủ luôn rồi, gỡ ra rồi sợ không sợ bị mất gon nữa, ập vô là khích khình khịch luôn rồi. Full bộ qua nắp full chờ một bán cho anh em 800, anh em nào mến hú em rồi. Ok rồi, video em xin kết thúc tại đây nha anh em, tí xíu nữa lên với anh em cặp mâm rửa ếch nữa, bữa nay về đường cặp mâm rửa ếch. Chào anh em nha.